Thưa quý vị, và để bước đầu có những kết quả đáng ghi nhận, phải kể đến sự nỗ lực đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp khi tham gia phát triển theo hướng bền vững. Và lễ công bố thương hiệu xanh 2015 ngày hôm nay được tổ chức nhằm tôn vinh các thương hiệu tin dùng với khách hàng và thực hiện tốt tăng trưởng xanh, đồng thời thúc đẩy các thương hiệu khác hướng tới tăng trưởng xanh để tạo một nền kinh tế xanh cho đất nước. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Kính thưa ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Kính thưa các vị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành Trung ương. Kính thưa các vị khách quý. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đầu tiên thì Vietinbank đã triển khai cái định hướng về ngân hàng xanh và chúng tôi xác định cái mục tiêu về quản lý môi trường. Cái chương trình bảo vệ về môi trường sản xuất xanh sạch trong vấn đề thực phẩm thì nó là cái... Từ khi mà tập đoàn Hương Sen tức là có cái phương án đầu tư thì đã nghĩ ngay đến sạch đẹp. Còn đối với các công ty có sử dụng đến hóa chất trong quá trình sản xuất ra sản phẩm thì việc xây dựng một quy trình quản lý môi trường và xử lý tốt rác thải là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các doanh nghiệp thương hiệu xanh 2015. Và sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các đồng chí lãnh đạo. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lên để trao hoa và kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp. Xin được trân trọng kính mời. Các công nhân cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc và giám sát môi trường. Và chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Arista Life Science Việt Nam, là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường do tỉnh Bình Dương bình chọn, với các thành tích và hệ thống quản lý chặt chẽ trong việc kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Linh Ngọc và ông Lê Bá Trình cùng chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp. Mời quý vị một tràng pháo tay, chúng ta chúc mừng cho những doanh nghiệp đạt được thương hiệu xanh 2015. Và một lần nữa xin được chúc mừng các doanh nghiệp và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo.